Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón và Trần Đức Thắng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh cùng chủ trì tại điểm cầu thành phố. 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra kết luận kịp thời. Từ đây đến cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra 7 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp kết luận.